Tiếp tục có micro BS 9100 về anh em nhé. Mẫu micro phải nói là cao cấp gần như nhất của BioViret dành cho gia đình anh em nhé. Đây là mẫu nói chung là khá là chất anh em nhé. Đây, bên em thì hôm nay cũng không có nhiều hàng về đâu, đang set up cho một bác khách kia. Bộ kia là rất chất anh em nhé. Đó, rất chất, đang set up cho khách. À, thì đây, đây là cái củ sạc của nó đây. Đúng không? Đây là củ sạc của nó đây. Rồi, rất là chất anh em nhá. Chống lăn này, có đuôi này, có chống lăn của đầu này. Đấy, và đây là anten của nó anh em nhá. Jack 6 ly. Đó. Dòng này thì sử dụng sóng là 600 MHz anh em nhá. Đó. Rất là đẹp đúng không anh em? Cái vỏ thùng nó rất là chất. Đây là một trong những cái dòng mic mà em đánh giá là cái chất âm của nó rất là hay anh em nhé, hợp lý trong vòng túi tiền. Và giá thì anh em cứ có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Đó, dòng này thì giá đang rất tốt cho anh em nhé. Anh em mua ở ngoài giá lên tới 8 triệu anh em nhé, 7-8 triệu, nhưng mà đến với bên em thì giá rẻ hơn khá nhiều anh em nhé. Anh em cứ có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp. Bên em phân phối những dòng mic Beyer như là 970 hoặc là 9100 anh em nhé. Hàng chính hãng của Beyer, anh em thể cào mã anh em nhé. Đây cả là các mã số của từng từng bộ mic. Đó. Nói chung đây là một trong những cái dòng khá là cao cấp anh em nhé. Chơi trong gia đình hoặc là anh em chơi sự kiện nho nhỏ được. Đó. Có pin anh em nhé, pin của nó sử dụng pin GP. Đấy, anten ở ngay bên cạnh. Jack 6 ly. 6 ly này được mạ đồng anh em nhé. Nhìn vàng vàng, nhìn rất là đẹp, chất. Đấy, có hai chống lăn. Đó, nói chung là với những cái này thì nó là cơ bản rồi anh em nhé. Mới nguyên hộp luôn anh em nhé. Đó. Đây, đây còn đây là cái mặt của nó anh em nhé. Đó, mặt của nó đây. Chữ Beyer này được khắc anh em nhé. Nổi laser khắc 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 nổi, rất là chất anh em nhé. Đấy, BS9100. Đó. Tần số là 600 MHz. Đó, có nút chỉnh volume, âm lượng. Đó, đúng không? Do sóng sạch đầy đủ, con này có đầy đủ cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt anh em nhé. Một trong những đây là một trong những cái bộ mic mà em khẳng định với anh em là cái chất âm của nó được khẳng định luôn. Đấy, được khẳng định. Về cái chất lượng là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là thương hiệu anh em nhé. Thương hiệu này thì nó quá là anh em biết quá rõ rồi đúng không ạ? Ok chưa ạ? Nói chung là nó chất như nước cất luôn anh em nhé. BioViret đấy, tay mic cũng được dán tem. Đó. Nói chung là khá chất anh em nhé. Khá chất. Đó. Nói chung là đây là một trong những cái bộ mic mà em đánh giá là rất là chất. Và bây giờ sẽ hát thử cho anh em cùng nghe anh em nhé, với chất âm của BioViret 9100. Đó. Với giá rất là rẻ anh em nhé. Em nhắc lại, trên ngoài thị trường nó tầm khoảng độ 8 triệu, 7 đến 8 triệu. Thì bên em giá rẻ hơn khá nhiều anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ giúp em nhé. Ok, mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm của em. Mời anh em cùng đeo tai nghe nhé, nghe cái chất âm của cái mic BS 9100 anh em nhé. Bộ cấu hình này em sử dụng loa J12, dòng loa cao cấp của LX Acoustic, và một cấu hình gồm vang cách 180 luôn anh em nhé, đẩy 804. Và súp ở đây sử dụng súp 40 anh em nhé. Đấy, sử dụng cặp loa J12, một trong những dòng loa rất là hay, phải nói là cao cấp nhất hiện nay của lời cao tích. Và mời anh em cùng nghe cái tiếng mic đã. Anh em nghe cái tiếng nó có bay quay 1 2 5 6 7 8 9. Và mời anh em cùng đeo tai nghe nghe thử nhá. Em sẽ hát thử trên cái mic BS9100, dòng mic cao cấp của LX của Beyer anh em nhá. Từng chiều buồn lặng thầm bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi về thiên.
một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu, một tình yêu xa vắng yêu đơn phương mình thôi. Đàn đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua cuốn hoa tươi trông theo, còn lại anh lấp lây trong cơn mưa mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng chúng ta vẫn còn đây. Biết yêu em thương em mang em trong trái tim, nhưng không thể nói nên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa thật xa, giấc mơ của anh cần giữ trong con tim. Bóng sáng của em sẽ mãi mơ về em với em. Tình yêu trong mắt của anh có một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mộng mơ. Đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua một hoa tươi trông theo, còn lại anh lấp lây trong cơn mưa mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng chúng ta vẫn còn đây. Biết được em thương em bao em trong trái, nhưng không thể nói nên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa thật xa, giấc mơ của anh cần giữ trong con tim. Bóng sáng của em sẽ mãi mơ về em với em. Tình yêu trong mơ của anh đã bao một lần được ôm em trong vòng tay. Đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau. Hãy cứ đi và đừng nghĩ gì, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi từ xa xa, giấc mơ của anh cần giữ trong con tim. Bóng sáng của em sẽ mãi mơ về em với em. Tình yêu trong mắt của anh đã bóng một lần, được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.